viên Cộng hòa thứ nhất. Tham gia buổi ký tặng sách của họa sĩ, nhà văn và nhà thơ nổi tiếng người Tiệp Khắc Josef Čapek cùng với anh trai của ông là nhà văn, nhà viết kịch và nhà phê bình Karen Čapek cùng với nhà thơ Vyacheslav Nezavan. Sở giao dịch chứng khoán Praha đạt mức tăng trưởng lớn nhất trong thời kỳ giữa các cuộc chiến và thậm chí còn quan trọng hơn cả thị trường chứng khoán Viên ảnh CTK Praha 1931. Các diễn viên huyền thoại E.E.G. Voskovets và Jan Verich biểu diễn vở kịch Seja của họ tại nhà hát Giải phóng nổi tiếng ở Praha, ảnh CTK Praha 1932.